Mình chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình nghỉ săn bắt một ngày các bạn ạ. Nghỉ săn bắt một ngày. Đấy, ngày này đi săn bắt lội bùn lội nước hơi mệt các bạn ạ. Đấy. Nên hôm nay ra cánh đồng gần nhà quay cho các bạn xem một tí nhé. Máy cày và người nông dân đang làm việc chuẩn bị cho vụ mùa nhé. Chuẩn bị gieo. Thì mình đi ra đồng mình quay một tí các bạn nhé. Đấy. Các bạn đi xem cùng mình nhé. Để ra đồng xem bà con làm việc nhé. Cánh đồng ở gần nhà mình nhé. Đấy. Đây là con đường quen thuộc đang làm các bạn này. Con đường quen thuộc đang làm nhé. Đấy. Máy đang đang làm đất để chuẩn bị gieo cấy các bạn. Mình lên trên kia mình quay một tí nhé. Đây các bạn, máy đang làm việc. Đi lại gần hơn tí nhé. Đầu tiên mình thấy con máy cày này các bạn. Máy cày này nhiều nhưng mà máy cày này lần đầu tiên nó xuất hiện ở khu vực nhà mình. Hay là mình đi lâu về không biết. Đang bừa đất nhé. Làm mình đất. Đấy, cái máy cây là quay tì. Kia là trường chuyên Hà Tịnh các bạn nhé, bệnh viện thông y, trường chuyên Hà Tịnh là cái màu trắng trắng ấy. Bệnh viện y học cổ truyền.
tiếng máy hơi ồn một tí các bạn ạ. Rất hay các bạn nhé. Có cái máy cày như thế này thì bà con đỡ vất vả nhiều các bạn nhé. Máy bừa, máy cày, máy bừa. Bây giờ công nghiệp hóa cả rồi, nông dân đỡ vất vả. Con máy này hay ơi, đỡ biết bao nhiêu hay. Ê chà, có biết à? Có biết mô. Hả? Chưa? Con mẹ đưa vất vả ấy mẹ hay. Thì đó nó còn mẹ chứ còn mẹ thì mình mới đưa. Thật. Mẹ này rung rung ca như rung xuống của mình được không? Xuống của mình mới nè. Mẹ nhé. Ừ. Rồi dùng bình xịt chứ hay. Ừ. Dùng bình xịt. Dạ.
Ra đồng xe máy cày các bạn nhé. Máy đang làm đất để chuẩn bị người ta gieo. Mình quay một tí thôi các bạn nhé. Đấy. Các bạn xem thấy hay thì đăng ký like, chia sẻ, ủng hộ mình với nhé. Thang Lê Vlog Nhịp Sống Hà Tĩnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Đấy. Máy đang làm đấy các bạn. Xin chào các bạn ở đây nhé.